Quý chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông thì hôm nay mình tiếp tục cung cấp một số từ vựng liên quan đến con bò hay con trâu cho các bạn tham khảo nè. Thì nói tới con bò là ngầu. Ngầu là con bò. Ngầu dục. Ngầu dục là thịt bò. Bởi vì dục là thịt, ngầu dục là thịt bò. Rồi bây giờ ngầu dục mìn. Ngầu dục mìn là mì thịt bò. Mìn là mì, ngầu dục là thịt bò. Cùng nhau đọc lại. Ngầu dục mìn. Ngầu dục mìn. Mì thịt bò. Ngầu dục con. Ngầu dục con là khô bò. Bởi vì con là khô. Con là khô. Ngầu dục là thịt bò. Cùng nhau đọc lại. Ngầu dục con. Ngầu dục con. Thịt bò. Rồi bây giờ tới ngầu dục thón. Ngầu dục thón là canh bò. Thón là canh. Ngầu dục là thịt bò. Cùng nhau đọc lại. Ngầu dục thón. Ngầu dục thón là canh bò. Rồi tiếp tục ngầu gì nữa? Ngầu chảy phu. Ngầu chảy phu là quần jean. Quần jean chúng ta mặc gọi là ngầu chảy phu. Bởi vì phu là quần. Ngầu chảy phu. Cùng nhau đọc lại một lần nữa. Ngầu chảy phu là quần jean. Rồi. Ngầu chảy pu. Ngầu chảy pu là vải quần jean. Pu là vải. Pu là vải. Ngầu chảy pu là vải quần jean. Rồi bây giờ ngầu lại. Ngầu lại là sữa bò. Bởi vì lại là sữa. Cùng nhau đọc lại. Ngầu lại. Ngầu lại sữa bò. Tiếp tục ngầu gì nữa nè. Ngầu lại cỏ. Ngầu lại cỏ là trái vú sữa. Ngầu lại cỏ. Cỏ là cái trái cây ha. Ngầu lại là sữa bò. Cùng nhau đọc lại. Ngầu lại cỏ. Đây là cái trái vú sữa nè. Ngầu lại cỏ. Rồi bây giờ ngầu cọt. Ngầu cọt là cái sừng trâu hay là sừng bò. Ngầu cọt. Ngầu cọt là sừng trâu hay là sừng bò. Thường thường thì ngầu trâu hay bò thì người ta cũng dùng cái chữ ngầu này. Cùng nhau đọc lại. Ngầu cọt. Ngầu cọt sừng trâu hay là sừng bò. Rồi bây giờ ngầu gì nữa? Ngầu phả. Ngầu phả là sừng bò. Ngầu phả. Cùng nhau đọc lại. Ngầu phả là sừng bò. Ngầu phả phàn. Ngầu phả phàn là cơm sườn bò. Phàn là cơm. Ngầu phả là sườn bò. Cùng nhau đọc lại. Ngầu phả phàn. Ngầu phả phàn. Cơm sườn bò. Rồi tới ngầu. Ngầu gì? Ngầu dầu. Ngầu dầu có nghĩa là bơ. Cùng nhau đọc lại. Ngầu dầu. Ngầu dầu là bơ. Rồi bây giờ ngầu gì nữa? Ngầu dầu cỏ. Ngầu dầu cỏ là trái bơ ha. Cỏ là sáng cỏ, là trái cây. Thì ngầu dầu cỏ là trái bơ. Trái bơ. Đây là ngầu dầu cỏ nè. Rồi bây giờ tới ngầu dầu tàn cú. Ngầu dầu tàn cú là bánh kem bơ. Cùng nhau đọc lại. Ngầu dầu tàn cú. Bánh kem bơ. Tàn cú là bánh kem ha. Ngầu dầu là bơ. Ngầu dầu tàn cú. Bánh kem bơ. Rồi tới ngầu gì nữa? Ngầu chảy. Ngầu chảy là bò con ha. Ngầu chảy là bò con. Chảy là con. Ngầu chảy là bò con. Rồi bây giờ ngầu cúng. Ngầu cúng. Ngầu cúng là bò đực ha. Thông thường á, cúng là cái giống đực. Ngầu cúng là bò đực. Hôm rồi mình chia sẻ con heo đực
là chư cúng ha, thì các bạn liên tưởng tới những cái con vật khác, tên của con vật xong rồi thêm vô chữ cúng là nó đại diện cho chống đực. Ngầu cúng bọ đực, rồi bây giờ bò cái là ngầu lã, ngầu lã là bò cái. Hôm rồi chúng ta học heo cái là chứ lã ha, bây giờ bò cái là ngầu lã. Cùng nhau đọc lại: ngầu lã, ngầu lã, bò cái. Rồi tới gì nữa, tới tâu ngầu. Tâu ngầu là đấu bò ở cái xứ sở Tây Ban Nha đó, thì cái thường có hay biểu diễn những cái trận đấu bò là tâu ngầu ha. Chúng ta cùng nhau đọc lại: tâu ngầu, tâu ngầu là đấu bò. Rồi bây giờ nói tới con bò đó, thì ngầu lạm, ngầu lạm là nạm bò. Cùng nhau đọc lại: ngầu lạm là nạm bò. Ngầu lạm hỏ, ngầu lạm hỏ, thì ngầu lạm hỏ là phở bò nạm. Hỏ là hỏ phảnh, là phở, phải không nào? Thì ngầu lạm hỏ là phở bò nạm. Cùng nhau đọc lại: ngầu lạm hỏ. Khi chúng ta muốn ăn phở bò nạm thì chúng ta gọi là ngầu lạm hỏ. Rồi bây giờ ngầu lạm mìn. Chúng ta không ăn phở, không ăn cái bột phở mà ăn mì. Thì ngầu lạm mìn, mìn là mì, ngầu lạm mìn là mì bò nạm. Rồi bây giờ tới không ăn phở, không ăn mì mà ăn cơm, cơm bò nạm là ngầu lạm phàn, ngầu lạm phàn hay là ngầu nạm phàn đều được. Ngầu lạm phàn, cơm bò nạm. Rồi bây giờ tới cơm gì nữa? Giờ không tới cơm gì, tới món ăn. Cà lý ngầu lạm. Cà lý ngầu lạm là cà ri bò nạm. Thì cà lý là cà ri, ngầu lạm là bò nạm. Cùng nhau đọc lại: cà lý ngầu lạm, cà lý ngầu lạm là cà ri bò nạm. Cái cà ri bò nạm này ăn cũng rất là ngon. Rồi bây giờ tới ngầu gì nữa nè? Ngầu dục tim. Ngầu dục tim là tiệm thịt bò, bởi vì tim là một cái tiệm, là một cái cửa hàng, phải không nào? Ngầu dục tim là tiệm thịt bò hay là cửa hàng thịt bò đều được. Rồi tới ngầu cọt báo. Ngầu cọt báo là bánh sừng trâu hay là bánh sừng bò ha. Thì ngầu cọt báo nó có hình dạng như thế này. Ngầu cọt báo, ngầu cọt báo là bánh sừng trâu. Rồi bây giờ nói tới cái con trâu á, thì chúng ta có một cái từ, cụm từ như thế này: chuyên ngầu cọt chiếm. Chuyên ngầu cọt chiếm có nghĩa là ngàn cản, là cứng, cứng cổ ha. Cứng cổ, nhưng mà ở người Việt mình thì cũng thường hay gọi là cứng đầu. Rồi khi chúng ta muốn nói ai đó ha, cứng đầu cứng cổ là chuyên ngầu cọt chiếm. Chuyên ngầu cọt chiếm có nghĩa là ngàn cản, ngàn cản là cứng cổ ha. Chuyên ngầu cọt chiếm, cứng đầu. Rồi bây giờ tới gì nữa, ngầu gì nữa? Ngầu cánh. Ngầu cánh là gân bò, bởi vì cánh là gân, cánh là gân, thì ngầu cánh là gân bò. Cùng nhau đọc lại: ngầu cánh, ngầu cánh là gân bò. Rồi bây giờ tới ngầu gì nữa? Ngầu dách. Ngầu dách là sinh nhật. Ngầu dách là sinh nhật. Thí dụ như ai đó hỏi mình cấm dạch lị ngầu dách. Cấm dạch lị ngầu dách có nghĩa là người ta hỏi mình cấm dạch lị sáng dạch. Cấm dạch lị sáng dạch có nghĩa là hôm nay sinh nhật của bạn ha. Thì các bạn lưu ý, ngoài cái sáng dạch ra thì người ta còn có thể dùng là ngầu dách. Thì
các bạn biết tại sao mà người ta dùng ngầu dắt không? Thì mình mới thấy, ủa sao mà sinh nhật không nói sinh nhật mà nói ngầu dắt? Thì các bạn nhìn vào cái chữ ngầu dắt nè, ngầu dắt phải không? Thì khi mà cái chữ ngầu mà các bạn đem với chữ dắt á, nó còn thiếu một một cái hoàng phải không? Đem cái dắt á xuống dưới thì nó trở thành chữ sáng, thì coi như là sáng dạch ha. Thì người ta liên tưởng như thế đó để mà giao tiếp. Rồi các bạn nhìn lại ha, chữ ngầu dắt, đem cái chữ dắt đi xuống dưới cái cuối cùng á, cái nét cuối cùng á, thì nó sẽ trở thành chữ sáng. Rồi từ đó thì người ta nói ngầu dắt là sáng dạch. Rồi còn cái ngầu dục con á, hồi nãy mình chia sẻ ngầu dục con á là khô bò phải không nào? Thì khô bò ăn rất là ngon phải không nào? Nhưng mà thỉnh thoảng khô bò ăn không có ngon là trường hợp như thế này. Người Hồng Kông á, người ta thường dùng cái từ sực ngầu dục con á, sực ngầu dục con á, ăn khô bò đó là ở đây trường hợp này là bị phạt. Ha, ăn cái khô bò này không có ngon đâu ha, mấy trăm đồng lận. Thường thường bị phạt vậy gì? Bị lập biên bản về đậu xe bất hợp lệ ha. Thì ở Hồng Kông là một cái nơi xứ sở đất chật người đông, không có giống như ở những cái xứ sở khác mà đất rộng ha. Chúng ta muốn đậu xe ở đâu cũng được phải không nào? Thì ở Hồng Kông chúng ta đậu xe mà không có đúng hợp lệ, không có đúng quy định á, thì sẽ bị phạt. Ha, cái tờ giấy biên bản đó đó người ta gọi là ngầu dục con, mà sực ngầu dục con á là lúc này là bị phạt ha. Cũng như ý người ta nói là bị lập biên bản về đậu xe bất hợp lệ thì sực ngầu dục con là không có vui chút nào hết. Thì các bạn chỉ nghe qua cho biết thôi, khi mà người ta nói người ta sực ngầu dục con ha, thì có nghĩa là người ta bị lập biên bản về đậu xe bất hợp lệ. Thì cái biên bản này thông thường cũng vài trăm đô Hồng Kông. Rồi, thì đó là toàn bộ nội dung của bài chia sẻ hôm nay của mình ha. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại những cái từ vựng đó cho quen nè. Ngầu, ngầu, bò, ngầu dục, thịt bò, ngầu dục mìn, mì, thịt bò. Ngầu dục con, ngầu dục con, khô bò. Ngầu dục thóng, canh bò. Ngầu chảy phu, quần jean. Ngầu chảy pu, quần giải quần jean. Ngầu lại sữa bò. Ngầu lại cỏ, trái vú sữa. Ngầu co sừng trâu hay là sừng bò. Ngầu phả sườn bò. Ngầu phả phàn cơm sườn bò. Ngầu dầu bơ. Ngầu dầu cỏ trái bơ. Ngầu dầu tàn cú bánh kem bơ. Ngầu chảy bò con. Ngầu cúng bò đực. Ngầu lã bò cái. Tâu ngầu đấu bò. Ngầu lạm nạm bò. Ngầu lạm hỏ phở bò nạm. Ngầu lạm mìn, mì bò nạm. Ngầu lạm phàn, cơm bò nạm. Ca lý ngầu lạm, ca ri bò nạm. Ngầu dục tim, tiệm thịt bò, cửa hàng thịt bò. Ngầu cọt báo, bánh sừng trâu. Chuyên ngầu cọt chiếm, cứng đầu. Ngầu cánh, gân bò. Ngầu dắt,
sinh nhật. Sệt ngầu dục con. Sệt ngầu dục con, ăn khô bò. Ngoài ra, sệt ngầu dục con, người Hồng Kông còn hàm ý là bị phạt, bị lập biên bản về đậu xe bất hợp lệ. Rồi, thì các bạn làm nhớ 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 học thuộc ha, học thuộc những cái từ vựng như thế này thì nó sẽ bổ ích cho các bạn trong cái cách giao tiếp tiếng Quảng Đông. Trân trọng và hẹn gặp lại. Tối trẻ tài cá sáu thảy chơi kinh.